5 ngày tập luyện đã qua, độ dẻo dai và tương tác giữa ba người đã ổn định. Bắt đầu. 1 2 3 87 88 89 90 96 97 98 99. Đây là chuyện của em và Thông, không thích anh nói lại một lần nữa. Nói chung là lúc nào cũng phải có cái sự thông cảm. Anh nói anh khác, anh và Linh là một chuyện hoàn toàn khác. Anh và Linh và Na là một chuyện hoàn toàn khác. Em và Thông là hai đứa hoàn toàn khác. Nói gì trong giờ phút này? Không biết nữa. Ban đầu em cũng thấy Thông dễ thương, ấn tượng với Thông. Thông đàn giỏi, hát hay. Trời, sao bằng anh được, nói gì vậy? Nhưng mà em chỉ coi Thông là bạn thôi. Nhà con xây dựng rất kiên cố. Địa. Dạ. Úi hén, hèn không? Trời ơi nè, má không có giữ mặt nghe, Thuận mày nói chuyện đàng hoàng nghe. Phải, hèn không hết, Di không hèn. Hèn không hết, Di không hẳn. Ê, tôi không có muốn lớn tiếng nha, tôi nổi điên đó nè. Tự nhiên, anh muốn lâu lắm mà sao nó không truyền đạt được. Sao cha nội này im re vậy ta? Mày ra mày coi nè, sao chồng mày miệng béo xẹo mà nó nói tao nghe gì cho chị? Máu động. Alo, bác sĩ ơi. Ở đây hả? Đây, giới thiệu với Ngọc Lan. À, đây là chú Tôn Thất Lợi. Dạ. Là phu quân của nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa. Ngày xưa thì như cô vẫn thường hay nói là ông này ông ấy cưa mình có mỗi một miếng dứa có 500. Mà gặp ông này lần đầu tiên nghĩ là Việt Nam sao lại có thằng cha nó đẹp dai thế. Mặc dù có cái tiếng hát như thế, đi đâu ai cũng hâm mộ, đi đâu ai cũng rất là yêu quý, nhưng mà cái cuộc sống nó lại bị bất hạnh như thế. Thì lúc cô lấy chú thì chú khổ lắm, vất vả, kiếm tâm rồi đồn rồi, cái xã hội nó không được như bây giờ. Bây giờ cô nghĩ là cái chuyện như của cô thì quá là đơn giản. Có chuyện gì mà cha con của mấy người lại nói là giấu mẹ, đừng cho mẹ biết vậy? Mẹ ơi, trên đời này chỉ có mẹ mới có thể giấu ba thôi, chứ ba làm sao có khả năng giấu được mẹ cái gì, đúng không? Mới lấy nhau mà giờ đã có dấu, dấu riêng rồi ha, giếm riêng rồi ha. Dễ cái sợ gì? Quá. Em à. Cái gì vậy? Gì vậy? Tả con nít là sao? Cuộc đời anh đã một lần anh mua một tặng một rồi, đúng không? Ừ. Bây giờ anh muốn lặp lại một lần nữa cái chuyện mua một tặng một, đúng không? Gì? Cô nói rất là đúng. Chú quá đáng thiệt á. Con không ngờ cô yêu thương chú chân thành như vậy. Vậy mà chú nỡ nào chú lừa dối, chú phản bội cô